Thưa quý vị, khoảng một tháng trở lại đây, lượng bệnh nhân đau mắt đỏ đến thăm khám tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng. Tuy đây là bệnh thường gặp không quá nghiêm trọng, nhưng nếu chủ quan không biết cách chăm sóc và điều trị, lại có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Nhiều bác sĩ cho biết, so với các năm trước, năm nay dịch đau mắt đỏ có xu hướng lây lan nhanh hơn và ở nhiều người, tình trạng cũng nặng hơn. Hai tuần trở lại đây, ngày nào khoa mắt Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận khoảng từ 40 đến 50 bệnh nhi đến khám vì đau mắt đỏ. Tốc độ đỏ lên của nó rất là nhanh thì mình sợ. Và bây giờ nó không phải là tia nữa mà nó là nguyên một mảng đỏ luôn. Cảm giác như là một cái mảng mắt thành máu luôn. Ấy. Sợ đó. Thường cái đau mắt đỏ đợt này thì khi mà được khám và tra thuốc thì các em bé thường là phải sau khoảng tầm từ 10 đến 15 ngày thì trẻ mới có biểu hiện, thì trẻ thường mới biểu hiện khỏi bệnh. Đấy, tuy nhiên là cũng có một số trẻ do cái một số cái chủng virus nó có những cái biểu hiện như là viêm kết mạc cấp có giả mạc hoặc là viêm kết mạc có biến chứng như là viêm kết mạc cấp có biến chứng như là viêm giác mạc chấm rồi là loét trợt cái giác mạc, thì những cái biến chứng đấy thì nếu như trẻ không được khám và phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực sau này của trẻ. Ví dụ trẻ có cái biểu hiện của cái viêm trợt giác mạc thì nếu như không được xử trí tốt thì sau này trẻ sẽ để lại cái sẹo giác mạc và có thể là làm để giảm cái thị lực của trẻ sau này. Nặng nề nữa là có thể trẻ sẽ không nhìn thấy. Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng phải đến viện thăm khám vì bệnh lý trên. Vừa mới hôm qua ngủ dậy phát là mắt đỏ luôn, trước đấy không có biểu hiện gì cả. Còn mẹ thì vừa mới sáng nay bắt đầu bị. Tại cơ sở y tế này, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân. Đáng nói, so với dịch đau mắt đỏ của các năm trước, nhiều bác sĩ cho biết năm nay tốc độ lây lan của bệnh có vẻ nhanh hơn và ở nhiều người tình trạng cũng nặng hơn. Điều này do nhiều nguyên nhân. Đúng là đau mắt đỏ thì thường đau mắt đỏ dịch này thì thường adenovirus, do các chủng mỗi một năm thì có thể các chủng virus adeno khác nhau. Thế nhưng mà mỗi một chủng ấy nó có cái tốc độ lây lan hoặc là cái mức độ gây tổn thương cho kết mạc giác mạc nó lại khác nhau. Năm nay lại năm khá là đặc biệt. Vì hai cái tính chất, một nó lây rất là nhanh, hai nữa là nó hay có cái tổn thương vào giác mạc, mà tổn thương vào giác mạc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực của bệnh nhân. Nó liên quan đến cái độc lực và cái mức độ mạnh của virus nó gây ra. Với lại cũng một phần nữa là nó liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể. Tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn vừa rồi á, là gần như mọi người đều có bị Covid ấy. Đây là cái hệ miễn dịch nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều, cũng là một trong những cái lý giải mà năm nay cái dịch đau mắt đỏ nó lại diễn biến, nó lại nhanh và lại nặng nhiều như thế. Thường mỗi năm cái dịch này sẽ vào tầm khoảng tầm mấy ạ? Thường nó vào là mùa hè, đa phần mùa hè là cái mùa mà tốc độ dễ lây nhiều hơn. Đau mắt đỏ hay viêm kết mạc không phải là bệnh nguy hiểm, tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách lại có thể dẫn đến những biến chứng khó lường. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi thấy những biểu hiện mắt có tia đỏ, ngứa cộm, chảy nước mắt, người dân cần đến thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt để được điều trị kịp thời và đúng cách.